Các cửa hàng chuyên Apple đang sống nhờ vào thiết bị này, hầu như các cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng iPhone trong nước đều thừa nhận, sức mua các thế hệ iPhone mới đang sụt giảm mạnh mẽ từ sau Tết Nguyên đán. Sự sụt giảm mạnh đến từ việc các thế hệ iPhone mới không có những cải tiến mạnh mẽ lẫn mức giá cao, khiến người dùng quay lưng. Trong vài tháng qua, một số cửa hàng chuyên bán iPhone tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sức mua iPhone hầu như chỉ tập trung nhiều vào các thế hệ iPhone X trở lại và người dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng iPhone cũ với mức giá mềm hơn tuy nhiên một số cửa hàng cũng tiết lộ ngoài iphone cũ thì các thiết bị đeo thông minh của apple đang được xem là sản phẩm mang lại lợi nhuận tốt trong nửa đầu năm qua ông nguyễn đạt điều hành chuỗi di động việt cho biết sức mua thế hệ apple watch bất ngờ tăng mạnh riêng tuần qua lượng bán ra tăng gấp đôi ông đạt cho rằng nhu cầu người dùng đang tăng mạnh đối với thiết bị đeo có lẽ đến từ việc người dùng iphone không có nhu cầu nâng cấp lên thế hệ iphone xs series sẽ tìm đến các thiết bị đeo để gia tăng trải nghiệm trong lúc chờ đợi iphone tiếp theo một lý do khác cũng được chủ cửa hàng này đưa ra đó là thời gian qua, phong trào chơi thể thao ở Việt Nam, đặc biệt là bộ môn chạy bộ đang rất hot, khiến người dùng tìm kiếm các thiết bị đeo nhiều hơn. Những thiết bị đeo của Apple giúp ghi lại quãng đường chạy, nhịp tim cũng như các chỉ số sức khỏe khác. Việc thiết bị đeo của Apple bất ngờ bán tốt ở Việt Nam cũng phản ánh đúng thực tế hiện nay của Apple trên phương diện toàn cầu. Trong báo cáo quý 3 vừa qua, mảng kinh doanh iPhone không còn là con gà đẻ trứng vàng nhưng được bù đắp lại bằng các mảng khác như dịch vụ, thiết bị đeo và máy tính Mac các phân tích mới nhất cũng cho thấy apple watch hiện đang tăng trưởng rất mạnh và dự báo sẽ vượt doanh số của ipad và mac vào cuối năm sau